cuộc sống của dàn mỹ nhân Việt ra sao khi vỡ mộng chồng đại gia, sự nghiệp cũng mất hết. Các sao nữ Việt từng khiến nhiều người ngưỡng mộ vì lấy được chồng đại gia giàu có. Tuy nhiên, sau khi kết hôn không phải ai cũng đi trên con đường trải đầy hoa hồng. Ngọc Quyên từng là một người mẫu nổi tiếng, quen mặt trên nhiều sàn diễn thời trang Việt, đồng thời còn được yêu mến với tư cách là một diễn viên, tham gia vào các bộ phim Tuyết Nhiệt Đới, Hoa Dạ Quỳ, Mỹ Nhân Kế, v.v. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, chân dài này bất ngờ tuyên bố lên xe hoa với vị bác sĩ Việt Kiều Mỹ vào năm 2014. Cô nàng quyết định bỏ lại ánh hào quang để theo chồng sang Mỹ định cư. Nhưng chỉ sau 4 năm chung sống, cả hai đường ai nấy đi, dù đã có cậu con trai chung 2 tuổi. Lý do chia tay là vì họ không tìm được tiếng nói chung, hôn nhân sụp đổ, Ngọc Quyên trở thành mẹ đơn thân nơi xứ người. Và đương nhiên, cuộc sống ấy không hề dễ dàng. Song sau tất cả, cựu người mẫu khẳng định cô chưa bao giờ hối hận vì đã từ giả sự nghiệp đang rực rỡ để theo chồng. Dù chịu không bắt những lời dị nghị, đàm tiếu của người đời, Ngọc Quyên cho biết trong cuộc hôn nhân giữa cô và chồng cũ, cả hai không ai lợi dụng ai. Lại Hương Thảo được nhiều người biết đến khi đăng quang Hoa Khôi Thể thao năm 2012. Sau đó, cô còn đại diện Việt Nam đi thi Miss World 2013. Ở cái tuổi đẹp nhất của người con gái, cô gây bất ngờ khi quyết định lên xe hoa với bạn trai hơn 9 tuổi là doanh nhân Thành Đạt vào tháng 5 năm 2016. Sau đó, người đẹp gốc Quảng Ninh cũng rút khỏi làng giải trí để tập trung lo cho gia đình. Một thời gian sau, cô hạ sinh cho ông xã một bé trai kháu khỉnh. Vợ chồng cô thường xuyên đi du lịch vào những lúc rảnh rỗi, và Lại Hương Thảo cũng không quên khoe ảnh check-in ở những địa điểm sang chảnh. Tuy nhiên, cũng chính Lại Hương Thảo là người đã vén bức màn về cuộc sống hôn nhân tưởng chừng vô cùng hạnh phúc của mình. Nhắc về khoảng thời gian 3 năm làm vợ đại gia, cô cho biết nó khác xa những gì tưởng tượng. Mọi thứ dần trở nên vỡ mộng và đen tối. Chân dài họ Lại khẳng định chồng đã thay đổi 180 độ sau ngày kết hôn, không còn tôn trọng vợ. Khi chia tay, cả hai ký thỏa thuận sẽ để con trai cho Hương Thảo chăm sóc đến khi tròn 5 tuổi và phía chồng cũ có trách nhiệm chu cấp. Nhưng sang năm 2020, khi con trai mới 3 tuổi rưỡi, họ liên tiếp xảy ra việc tranh giành quyền nuôi con. Không được nuôi con trai, Hương Thảo sau đó đã nộp đơn khởi kiện chồng cũ ra tòa với yêu cầu thay đổi quyền nuôi con và buộc anh thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng với số tiền 55 triệu đồng một tháng cho tới khi con tròn 18 tuổi. Dương Cẩm Linh, người được biết đến là á hậu điện ảnh năm 1999 và là diễn viên quen mặt trên sóng truyền hình phía Nam qua các bộ phim như Mặt Nạ Máu, Sống Đời, Hoa Dại, Có Lẽ Nào Ta Yêu Nhau, cũng kết thúc cuộc hôn nhân hào nhoáng trong mẻ bàn. Trước đây, người trong giới nhiều lần đồn thổi cô có bệ đỡ là chồng giàu có, mãi sau này người đẹp mới dám công khai mối quan hệ ấy. Chồng đại gia của Dương Cẩm Linh là một nhà sản xuất phim, họ từng có thời gian 2 năm chung sống trước khi chia tay. Làm vợ đại gia, Dương Cẩm Linh được sống trong ngôi biệt thự màu trắng tuyệt đẹp. Tuy nhiên, lúc chia tay, cô đã khóc nghẹn cho biết mình ra đi tay trắng, ôm con ở nhà thuê suốt một thời gian dài. Dương Cẩm Linh chia sẻ, thật sự sau nhiều chuyện xảy ra thì bây giờ tôi sợ yêu và sợ cả đàn ông. Tôi cũng còn ít niềm tin cho họ. Tôi nghĩ trên đời sẽ không có đàn ông nào yêu mình mãi mãi, chỉ có mình yêu bản thân mà thôi. Hôn nhân đâu phải lúc nào cũng thuận theo lòng người. Khi có được chồng đại gia, nhiều mỹ nhân Việt đã bị vỡ mộng, phải tìm cách tự giải thoát. Còn bạn, bạn có cảm nhận gì về điều này? Để lại bình luận bên dưới cho tụi mình biết nhé. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.